Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng đội tuyển túc cầu nữ nhưng không nhắc lại lời mời các cầu thủ tới thăm Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên thì thủ quân Megan Rapinoe đã thẳng thừng bác bỏ lời mời đến Tòa Bạch Ốc. Tin về Megan không chỉ là trụ cột của đội tuyển Hoa Kỳ trên sân cỏ, vị cử nhân xã hội học và chính trị này còn là người kiên cường bảo vệ quyền lợi của các cộng đồng thiểu số, người da đen, người đồng tính, đấu tranh cho bình đẳng nam nữ. Đáp lại câu huấn thị của Tổng thống Trump, Megan Rapinoe khẳng định không thay đổi quan điểm, đồng thời cổ vũ đồng đội không hưởng ứng lời mời. Bởi theo cô, chính quyền hiện nay hoàn toàn không xứng đáng. Nữ tiền vệ thủ quân Rapinoe từng lâu nay nổi tiếng và hành động không hát quốc ca trong lễ chào cờ trước giờ khai trận để phản đối tình trạng các bạo lực kỳ thị nhắm vào người da đen. Rapinoe là nữ cầu thủ Hoa Kỳ đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi không hát quốc ca của vận động viên da màu Colin Kaepernick, công khai bác bỏ lời mời của Tổng thống Trump.